Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ để giải nhiệt vào mùa hè, uống nước ép trái cây còn là cách để bù nước, bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Hãy làm ngay những loại nước ép trái cây giúp tăng cường sức đề kháng hiệu quả cho cả gia đình. Thông tin được tổng hợp từ trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Nước ép cà chua nước ép cà chua là một loại nước ép chứa nhiều thành phần dinh dưỡng cần thiết cho mỗi người đặc biệt là nhiều vitamin và các khoáng chất vitamin a và c có trong nước ép cà chua giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây nên bệnh ung thư tim mạch và lão hóa da cùng với hàm lượng chất sơ cộng với một số chất chống oxy hóa cao thì nước ép cà chua cũng góp phần rất nhiều trong quá trình làm đẹp của các chị em phụ nữ giúp duy trì một làn da trắng sáng và tràn đầy sức sống Nước ép cà rốt. Cà rốt là một trong những loại nước ép khá phổ biến và dễ làm, nguyên liệu rất dễ kiếm. Trong cà rốt có chứa nhiều vitamin A, C và một số vitamin nhóm B có tác dụng hỗ trợ và điều trị một số bệnh về đường ruột, tim mạch, giúp ngăn ngừa các triệu chứng sơ cứng động mạch, đột quỵ. Các khoáng chất có trong nước ép cà rốt rất có lợi cho xương bởi hàm lượng canxi, kẽm, magie, sắt rất dồi dào. Bên cạnh đó, lượng vitamin A nhiều cùng với hợp chất đặc trưng của cà rốt là beta-carotene được cho là rất có lợi cho thị giác của bạn. Nước ép cà rốt mỗi ngày sẽ đem lại cho bạn một đôi mắt sáng khỏe, cải thiện và ngăn chặn một số bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Đặc biệt, khi vào mùa hè nóng lực đang đến thì loại nước ép thanh mát này cũng giúp cho bạn giải nhiệt và cảm thấy khỏe khoắn hơn. nước cam ép. Cam là một nguồn cung cấp vitamin C, A dồi dào, đồng thời cũng là một loại trái cây chứa nhiều chất xơ và các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt. Việc uống nước ép cam một cách khoa học và điều độ sẽ đem tới một sức khỏe tốt vì chúng có khả năng kích thích nhu động ruột, làm sạch đường tiêu hóa, tạo nhiều điều kiện để cơ thể loại bỏ những độc tố ra bên ngoài. Đây là loại nước ép trái cây rất phù hợp cho trẻ em đang trong giai đoạn phát triển toàn diện vì nước cam bảo đảm cung cấp nguồn dưỡng chất cần thiết cũng như lượng canxi giúp xương chắc khỏe cho trẻ. Ngoài ra, những ai ưa thích làm đẹp và mong muốn đem lại cho mình một làn da tươi trẻ, một sức khỏe dồi dào thì nước ép cam cũng là món nước uống không thể bỏ qua. Nước ép dứa. Dứa không chỉ là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng mà đặc biệt là hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao. Uống nước ép dứa có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da nhờ vào lượng chất alpha-hydroxy acid dồi dào trong nước ép dứa và chất này được cho là có nhiều trong các loại kem chống nhăn sẽ giúp tẩy đi lớp tế bào da chết, góp phần đem tới một làn da tươi trẻ. Đây cũng là một trong những loại nước ép làm giảm cân hiệu quả nhờ vào chất xơ có sẵn và hàm lượng alpha hydroxyl axit sẽ giúp chuyển hóa và đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể rất hiệu quả, đem tới cho bạn một quá trình giảm cân có khoa học mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Nước mía vào mùa hè nóng bức thì một cốc nước mía pha với một chút muối sẽ giúp giải khát nhanh chóng không chỉ là một loại nước uống tươi mát mà ai ai cũng thích, nước mía còn giúp cải thiện hệ miễn dịch ở trẻ em, ngăn ngừa và làm giảm cơn say nắng nhanh chóng. Ngoài ra nước mía cũng thuộc nhóm nước ép ngon tuyệt nhưng giá thành lại khá mềm. Bạn có thể chọn nước mía kết hợp cùng với gà tắc, cam, dâu và thậm chí là sầu riêng. Nước ép bưởi Vị ngọt thanh của nước ép bưởi có tác dụng làm giảm cân, đánh tan mỡ bụng nhanh chóng. Các vitamin có trong nước ép bưởi có khả năng tiêu độc và đẩy các độc tố ra khỏi cơ thể, giúp ngăn ngừa các tác nhân gây ung thư. Trong nước ép bưởi có chứa thành phần chất lycopene, một trong những chất được cho là rất tốt đối với hệ tim mạch. Ngoài tác dụng chống ung thư cao, nước ép bưởi còn ẩn chứa điều tuyệt vời, giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim bệnh sơ cứng động mạch. Tuy nhiên, đây là một loại nước ép có chứa nhiều vitamin C và các axit nên cần tìm hiểu kỹ tác dụng của nước ép bưởi và có mức sử dụng hợp lý, tránh lạm dụng sẽ gây nên những tác dụng phụ nguy hiểm cho hệ tiêu hóa của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.